chào các bạn. Mình là Trịnh Thị Hà Trang. Còn mình là Nguyễn Ngọc Bảo Thi. Chúng mình đến từ lớp 84, trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Kính chào các bạn đang lắng nghe chương trình liên hoan các đội tuyên truyền măng non về tìm hiểu luật trẻ em và phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích và tai nạn giao thông năm 2023 của thành phố Gia Nghĩa, được phát thành từ trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành với chủ đề quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục ở trẻ em. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, trẻ em như bức trên cành, trẻ em là những mầm xanh của đất nước cần được yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng trong những năm gần đây, trẻ em lại dần trở thành nạn nhân của bạo lực, hay nghiêm trọng hơn là hiện tượng lạm dụng tình dục ở trẻ em. Theo thống kê của Bộ Công an cho thấy, vào tháng 9 năm 2022, toàn quốc có tổng cộng 1.711 vụ xâm hại trẻ em với 1.806 trẻ em. Vào năm 2019, đã có rất nhiều vụ việc khiến cộng đồng dư luận phải dậy sóng. Đó là vụ ông lão 70 tuổi xâm hại một bé gái mới chỉ gần 3 tuổi, là nghi án người thầy là một học sinh lớp 8 có bầu ở Lào Cai, là người đàn ông xâm hại con của người tình và còn hàng trăm vụ việc khác trên cả nước. Vậy nguyên nhân của những hành vi và hiện tượng thiếu chuẩn mực xã hội đó xuất phát từ đâu? Những số liệu gây ám ảnh trên xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Trước hết là do bố mẹ, gia đình, nhà trường còn chưa quan tâm nhiều đến việc giáo dục giới tính, những đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, từ đó dẫn đến việc trẻ bị thiếu hụt những kiến thức, kỹ năng để tự phòng chống xâm hại tình dục cho bản thân. Đồng thời, do mặt trái của nền kinh tế thị trường, tác động của những bộ phim, hình ảnh nhạy cảm, từ đó dẫn đến những hành vi lệch chuẩn của cả trẻ em và người lớn, kèm theo đó vì ý thức của mọi người vẫn chưa được cao. Những chế tài xử lý của nhà nước đối với những người vi phạm còn nhẹ, làm cho nhiều vụ việc chưa được xử lý nghiêm ngặt, chưa đủ sức để răn đe đối với người vi phạm. Hậu quả để lại là vô cùng nghiêm trọng, không chỉ phải gánh chịu những nỗi đau về mặt thể xác, nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục còn phải chịu đựng những tổn thất về mặt tâm lý như hoảng sợ, lo lắng trong suốt một khoảng thời gian dài. Khi trưởng thành, họ có xu hướng trầm cảm và stress hơn những người bình thường, thậm chí gây ra những hành động phá hủy chính cuộc đời mình như nghiện rượu, nghiện ma túy, vân vân. Chưa dừng lại ở đó, thực trạng và hậu quả của xâm hại tình dục ở trẻ em hiện nay đã và đang làm suy đổi đạo đức của toàn xã hội, làm mất đi những giá trị truyền thống tốt đẹp vốn có của dân tộc. Vậy pháp luật Việt Nam đã quy định như thế nào về quyền được bảo vệ trẻ em trong vấn đề xâm hại tình dục? Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục ở trẻ em được quy định ở Điều 25 Luật Trẻ Em năm 2016. Theo đó, trẻ em được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục. Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục của trẻ em cũng được quy định ở Điều 56 Luật Chăm sóc, Bảo vệ và Giáo dục trẻ em năm 2004. Và theo đó, trẻ em bị xâm hại tình dục được gia đình, nhà nước hỗ trợ bằng các biện pháp tư vấn, phục hồi sức khỏe và tinh thần, tạo điều kiện để ổn định cuộc sống. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giáo dục, phòng ngừa và ngăn chặn xâm hại tình dục ở trẻ em. Lạm dụng tình dục ở trẻ em là một vấn đề đáng lo ngại và để lại nhiều hậu quả nặng nề. Vì vậy, chúng ta cần có những giải pháp để giảm thiểu và ngăn ngừa nó. Trên hết, việc giáo dục là cốt lõi của vấn đề. Giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng cư dân mọi người về vấn đề bảo vệ trẻ em tránh khỏi xâm hại tình dục, đặc biệt là những người dân ở vùng sâu, vùng xa. Kế đó, nhà nước cần phải có thái độ xử lý nghiêm ngặt đối với những đối tượng lạm dụng tình dục ở trẻ em, đặt ra những chính sách để bảo vệ trẻ, đặc biệt cần có biện pháp xử lý thích hợp đối với những đối tượng từ 17 đến 19 tuổi để họ phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của bản thân và cũng như là một lời cảnh tỉnh đối với những đối tượng khác. Cuối cùng, đối với gia đình và nhà trường thì cần quan tâm đến trẻ, trang bị cho trẻ những kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản để trẻ có khả năng tránh khỏi những cám dỗ của người khác. Đặc biệt, cần để ý đến trật tự xung quanh nơi mình sống để nâng cao cảnh giác, bảo vệ trẻ. Là trẻ em, chúng ta cũng cần phải biết những kiến thức cơ bản sau đây để tránh bị xâm hại tình dục. Thứ nhất, nhận biết rõ được các bộ phận trên cơ thể. Thứ hai, nhận biết được rõ về ranh giới cá nhân. Thứ ba, chia sẻ hoạt động cá nhân của bản thân. Và thứ tư, có kỹ năng xử lý các cái tình huống khi mà gặp nguy hiểm. Thứ năm, không che giấu bí mật đối với bố mẹ khi bị đe dọa. Và cuối cùng, đặc biệt quan trọng, chúng ta cần phải có thái độ cảnh giác đối với tất cả mọi người, kể cả đối với những người xung quanh. Thông qua bài thuyết trình trên, thì trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành mong muốn lan tỏa thông điệp rằng chúng ta hãy chung tay ngăn chặn và đẩy lùi hiện trạng về xâm hại tình dục trẻ em hiện nay, để trẻ em Việt Nam chúng ta được sống trong môi trường lành mạnh và phát triển nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nói không và có thái độ một mực dứt khoát đối với những hành vi, hiện tượng mang tính lạm dụng tình dục của trẻ em, để những đối tượng phạm tội phải đứng trước vảnh móng ngựa.
Tất cả vì mầm non tương lai của đất nước, vì một Việt Nam lành mạnh, trong sáng, cùng tương lai rực sáng trên toàn cầu. Trên đây là bài dự thi của chương trình Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về tìm hiểu luật trẻ em và phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích và tai nạn giao thông năm 2023 của thành phố Gia Nghĩa, được phát thanh từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc liên hoan thành công tốt đẹp!